Trước khi phát hiện mắc COVID-19, bệnh nhân ở Hà Nam đã được cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng ngay sau khi trở về từ Nhật. Vậy công tác khoanh vùng tại Đà Nẵng như thế nào và tiểu sử dịch tễ bệnh nhân này có ảnh hưởng gì đến điểm du lịch Đà Nẵng trong những ngày lễ hiện nay? Phóng viên Đào Tuấn sẽ thông tin đến quý vị. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khách sạn nơi mà bệnh nhân người Hà Nam trước khi bị mắc COVID-19 đã tiến hành cách ly tại thành phố Đà Nẵng. Đến thời điểm này thì ngành y tế Đà Nẵng đã tiến hành khoanh vùng và kiểm soát gần như là toàn diện tất cả các trường hợp đã từng tiếp xúc với bệnh nhân này tại thành phố Đà Nẵng. Trong đó thì riêng khách sạn có 11 nhân viên tiếp xúc trực tiếp và một lái xe đã đưa bệnh nhân từ khách sạn ra bến xe trở về Hà Nam. Tất cả số này thì đều đã được đưa đi cách ly y tế và kết quả xét nghiệm lần 1 thì đều đã có kết quả là âm tính. Ngoài các nhân viên khách sạn thì ngành y tế Đà Nẵng cũng đã tiến hành khoanh vùng và liên lạc với toàn bộ 34 hành khách trên chuyến xe từ Đà Nẵng về Hà Nam mà bệnh nhân mắc Covid đã di chuyển. Và tất cả thì đều đã được liên lạc và thông báo cho các địa phương để tiến hành các biện pháp y tế cần thiết. Riêng Đà Nẵng thì có 10 người trên chuyến xe đó cũng đã tiến hành cách ly và kết quả xét nghiệm lần 1 cũng là âm tính. Đối với những hành khách đi cùng trên chuyến bay với bệnh nhân người Hà Nam, thì thành phố Đà Nẵng có 4 người và tất cả cũng đã được yêu cầu cách ly y tế và tiến hành các biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà dịp lễ lần này thì lượng khách du lịch đến Đà Nẵng vẫn đang rất đông. Do đó mà ngay trong sáng nay thì thành phố Đà Nẵng đã áp dụng hàng loạt các biện pháp mạnh như là đã dừng tất cả các sự kiện lễ hội tập trung đông người trên địa bàn. Yêu cầu các địa điểm du lịch là phải tuân thủ nghiêm ngặt và đưa ra các biện pháp mạnh hơn để khuyến cáo du khách ý thức trong việc chấp hành phòng dịch. Như vậy là đến thời điểm này, công tác khoanh vùng cũng như là kiểm soát phòng chống dịch bệnh liên quan đến ca bệnh Hà Nam của thành phố Đà Nẵng cũng như là công tác đảm bảo an toàn phòng dịch trong dịp lễ thì đã thực hiện rất là tốt và có nhiều cái tín hiệu tích cực và vẫn chưa có những cái bất thường nào dẫn đến các nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Và bây giờ xin được trở lại với trường quay. Xin được cảm ơn phóng viên Đào Tuấn. Thưa quý vị, do vị trí địa lý gần Campuchia nên Phú Quốc trở thành địa điểm nhập cảnh trái phép rất phức tạp. Vào dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, lợi dụng thời điểm du lịch đông người, các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép lại càng hoạt động mạnh với nhiều chiêu trò trên đường biển, khiến lực lượng biên giới và biên phòng nơi đây phải cảnh giác và hoạt động 24/24 giờ. Đây là những người đã nhập cảnh trái phép qua đường biển từ biên giới Campuchia vào thành phố Phú Quốc, vừa bị các chiến sĩ đồn biên phòng An Thới phát hiện và xử lý. Những người nhập cảnh trái phép không chỉ lợi dụng đêm tối hoặc những địa điểm hiểm trở, vắng vẻ mà còn có những chiêu trò tinh vi đặc biệt. Các đối tượng sẽ thuê các tàu đánh bắt của ngư dân để đưa họ vào trong bờ. Khi đến gần bờ, họ sẽ lợi dụng những cái hòn đảo vắng người hoặc là những nơi mà ban đêm thì không có người, nhưng mà ban ngày khách du lịch thường xuyên đi đến, ví dụ như là Hòn Dâm Ngang hoặc là Hòn Mỹ Đúc, để mà buổi sáng họ sẽ trà trộn vào lượng khách du lịch và đi vào bờ. Vì những chiêu trò nên lực lượng biên phòng phải căng mình hoạt động, thường xuyên kiểm tra tất cả các loại tàu thuyền của ngư dân cũng như du khách đến hòn đảo này. Để công tác phòng chống dịch đạt được hiệu quả, họ cũng phải dựa vào thông tin từ nhân dân. Bình thường thì chúng ta có thể trực 100%, nhưng những ngày này trực khoảng 200, có thể là 300% để sẵn sàng kiểm tra, tuần tra, phát hiện và chốt chặn ở các vị trí trọng điểm để phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép vào biên giới Việt Nam. Tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nâng cao cái tinh thần tố giác các cái đối tượng xuất nhập cảnh. Nếu phát hiện được các cái đối tượng xuất nhập cảnh hoặc có dấu hiệu nghi ngờ là xuất nhập cảnh thì báo ngay cho lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng biên phòng, để lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát và xử lý theo đúng pháp luật. Mấy anh em đồn xuống là có dặn là, nhưng mà khi mà nói chung là có ai mà quá gian tàu rồi đó hay là nhập cảnh trái phép á, là mình thấy cái gì lạ là mình điện thoại cho chính quyền ở đất nước mình. Thành phố đảo Phú Quốc đang nâng cao cảnh giác trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ngoài việc các lực lượng chức năng được huy động tăng cường phục vụ tuần tra kiểm soát, thì để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch cũng rất cần sự tự giác và hợp tác của người dân.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Kiên Giang cũng như thành phố Phú Quốc đã khẩn trương triển khai các kế hoạch mới ứng phó với tình hình diễn biến mới nhất của dịch bệnh. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, du khách đến với Phú Quốc rất đông, nhiều khách sạn đã kín phòng, các chuyến bay tàu cao tốc cũng đã được đặt mua vé từ sớm. Phóng viên Sĩ Đoan đã có mặt tại Phú Quốc sẽ thông tin chi tiết về tình hình này. Xin kính chào quý vị, chào trường quay. Tôi đang có mặt tại Safari. Đây là một trong những cái điểm đến tham quan vui chơi phổ biến tại thành phố Phú Quốc. Những địa điểm như thế này thì thường chỉ tấp nập du khách từ chiều cho tới tối. Nhưng mà ngay từ thời điểm này, ngày buổi sáng đầu tiên của cái kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày thì đã xuất hiện rất là nhiều du khách. Phần lớn du khách thì đến từ mọi miền đất nước đã đến với Phú Quốc từ ngày hôm qua để nhận phòng nghỉ ngơi, để chuẩn bị bước vào 4 ngày tham quan đảo Ngọc. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi ngày hôm qua thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc là ông Huỳnh Quang Hưng cho biết có khoảng 50.000 du khách đến với Phú Quốc vào dịp này. Các khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp của thành phố đạt tới 80% lượng khách đặt phòng. Đây rõ ràng là một tín hiệu vui cho cái sự phục hồi phát triển của ngành du lịch dịch vụ của Phú Quốc sau một thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch Covid. Tuy vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì lượng du khách đông cũng là một thách thức cho chính quyền thành phố nơi đây khi mà hòn đảo này cũng là địa bàn có nhiều nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Thời gian gần đây thì các lực lượng chức năng Phú Quốc liên tiếp phát hiện bắt giữ các trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Trước những diễn biến này thì quan điểm của chính quyền thành phố Phú Quốc là đặt việc chống dịch lên hàng đầu, mọi lực lượng đều vào cuộc và tại những địa điểm như thế này thì mọi du khách đều phải đeo khẩu trang và khuyến cáo đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm cho mình cũng như là cộng đồng. Xin trở lại trường quay. Cho đến thời điểm này, Hà Nội đã có ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau 73 ngày không có dịch. Ngay trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có cuộc kiểm tra và làm việc với huyện Đông Anh, địa bàn mà bệnh nhân nhiễm COVID-19 sinh sống, để kiểm tra công tác rà soát, truy vết để dập dịch. Phóng viên Kiều Hương đang có mặt tại đây sẽ cung cấp thông tin cụ thể. Vâng, xin chào quý khán giả. Xin chào trường quay. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể thì tôi đang có mặt tại Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh và hiện tại ở đây thì đã xác định bệnh nhân Đông Anh được đánh mã số là 2911, 28 tuổi, ở xã Việt Hùng. Cho đến sáng nay thì Trung tâm Y tế huyện Đông Anh đã điều tra xác định được 25 trường hợp F1 và 96 trường hợp F2. Đáng chú ý là các số F1 thì không chỉ có ở Đông Anh mà có cả tại huyện Mê Linh. Các cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa khu vực mà bệnh nhân này sinh sống với khoảng 21 người, đồng thời sẽ tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly. Và tại cuộc họp sáng nay thì Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến thời điểm này đã lấy mẫu xét nghiệm được 20 trường hợp F1 và đang chờ kết quả. Trong đó thì 5 trường hợp F1 tiếp xúc rất gần với bệnh nhân 2911 cũng đã được đặc biệt chú ý và rà soát về hành vi lịch trình vì tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Chủ trì cuộc họp sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng là trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố yêu cầu khẩn trương truy vết thần tốc và chính xác, trong đó 5 trường hợp được xác định là F1 thì phải nâng cảnh báo nên là F0 để tiến hành truy vết kịp thời. Bên cạnh đó, do bệnh nhân 2911 có tiếp xúc với 2 công nhân ở trong khu công nghiệp, cho nên việc khoanh vùng phải được đặt ra, tuy nhiên cũng phải đảm bảo nguyên tắc không được quá rộng để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng yêu cầu ngành y tế phải thực hiện đúng mốc thời gian là sau 10 giờ phải trả lời kết quả của các F1. Đồng thời, lãnh đạo Hà Nội đồng ý với đề xuất của Đông Anh, tức là sẽ lấy mẫu tất cả 96 trường hợp F2. Lãnh đạo thành phố Hà Nội nhận định diễn biến của ca bệnh 2911 rất phức tạp vì xảy ra trong dịp nghỉ lễ là dịp các gia đình, tổ chức cá nhân có nhu cầu đi lại tham quan du lịch rất đông. Bên cạnh đó, thì huyện Đông Anh có rất nhiều các khu công nghiệp, trong đó có khoảng 60.000 công nhân, người lao động đến từ nhiều nơi trên cả nước, thì đây sẽ là nguy cơ lớn để xảy ra bùng phát lây lan dịch bệnh. Do vậy, công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch là nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra lúc này. Vâng, cho hiện tại bây giờ thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang có cuộc thị sát tại địa điểm mà bệnh nhân 2911 sinh sống, cũng như sẽ có cuộc làm việc với khu công nghiệp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến các thông tin cụ thể trong các bản tin sau của VTC1. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khiếu Hương.